Đang chơi đu quay tại khuôn viên nhà thiếu nhi Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trẻ em hoảng loạn la hét vì đu quay bị nghiêng. Tối ngày 25 tháng 12, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt xử lý sự cố đu quay tại nhà thiếu nhi Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu bị nghiêng về một phía. Theo một số nhân chứng, gần 21 giờ cùng ngày, nhiều trẻ em đang vui chơi đu quay dây văng tại nhà thiếu nhi Thủ Đức thì bất ngờ đu quay gặp sự cố bị nghiêng về một phía. Sự việc khiến nhiều trẻ em đang vui chơi bỗng hoảng loạn, la hét. Phát hiện ra sự việc, khi đu quay dừng lại, bảo vệ của nhà văn hóa thiếu nhi và các phụ huynh đã vội vã chạy đến đưa các em ra ngoài. Một bảo vệ tham gia ứng cứu cho biết, may mắn các trẻ em không bị thương, tuy nhiên tinh thần sợ hãi, hoảng loạn. Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc trời không có gió. Nguyên nhân của sự cố đu quay bị nghiêng hiện đang được điều tra làm rõ.